Chào các bạn, mình là Hoàng Việt. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh về tài chính cá nhân và nghề tay trái. Đây cũng là một dự án mà mình đã ấp ủ từ năm 2018 cho đến nay mới đủ sức để thực hiện. Trong video này mình sẽ tiết lộ hai bí mật. Một, tại sao lại là tài chính cá nhân? Hai, và tại sao lại là nghề tay trái? Và cuối cùng là một món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn của mình đến với tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình từ đầu đến nay. Vậy tại sao lại là tài chính cá nhân? Thì việc bước vào đời với tấm bằng của trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, sau đó làm sale, tiếp theo là marketing, và hiện tại mình chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tài chính, và đó là hành trình 10 năm rất thú vị. Trong 10 năm mình làm nhiều nghề, tiếp xúc được với nhiều người thì mình đã nhận ra một điều là người Việt Nam chúng ta còn rất nhiều người không có kiến thức về tài chính cá nhân, ngoài những cái điều rất cơ bản như là gửi tiết kiệm, mua đất, mua vàng, kiếm tiền, giữ tiền, dùng tiền và bắt tiền làm việc là bốn kỹ năng cơ bản của tài chính cá nhân mà chưa chắc ai nghe qua cũng biết. Kể cả bạn có từng nghe thì cũng chưa chắc là nắm rõ được từng cái trong đó. Ví dụ như kiếm tiền, có những phương pháp nào để lựa chọn? Nếu mà bạn đang làm công ăn lương thì làm sao để tăng lương? Nếu mà bạn đang làm trong một cái nghề rất khó để tăng lương thì làm sao để tăng thu nhập? Và nếu như không muốn làm công ăn lương nữa thì làm sao để chuyển từ làm công ăn lương qua làm chủ một cách an toàn nhất? Thậm chí nếu mà bạn muốn bắt đầu một nghề mới thì phải bắt đầu từ đâu? Nếu mà bạn thật sự quyết tâm thì có những phương án nào khả thi để cho bạn thay đổi hiện tại hay không? Về giữ tiền, cái này không phải là nói về việc gửi ngân hàng hay tiết kiệm. Thật sự giữ tiền nó còn khó hơn kiếm tiền nữa. Bạn có biết đến những thứ nó đang và sẽ đe dọa đến túi tiền và tài sản của bạn chưa? Những cái rủi ro đến từ chính bạn, người thân, người lạ, người quen và cả những cái điều mà tất cả ai trên thế giới này cũng có thể phải đối mặt. Bạn có biết hết được những điều đó để lên phương án giảm rủi ro hoặc là chuyển rủi ro đó hay không? Còn dùng tiền á, cái này chắc là nhiều bạn nghĩ đến những cái rất là đơn giản như là bỏ tiền vào mấy cái lọ hay là phân tiền thành nhiều phần, đúng không? Sai rồi, cái đó nó chỉ là bề nổi thôi. Bạn phải biết cách phân loại các khoản chi, phân chia tỷ lệ như thế nào để phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của bạn và gia đình. Các bạn phải biết là cái nào nên chi, cái nào không nên chi. Những cái mà nên chi á, thì nên chi bao nhiêu tiền là hợp lý. Còn nếu mà tài chính không dư dả thì nên chi cái nào trước, cái nào sau. Nếu mà bạn biết cách dùng tiền thì bạn có thể sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Kiếm tiền là kỹ năng, giữ tiền là hiểu biết và dùng tiền là nghệ thuật. Còn bắt tiền làm việc lại là một chiến lược lâu dài và bền vững. Không phải là có bao nhiêu tiền mà sẽ đổ hết vào mua đất. Lỡ mất đất thì sao? Đổ hết tiền vào chứng khoán, khi chứng khoán sập thì khóc. Đổ hết tiền vào những cái dự án lung tung thì đã không còn được gì, lại còn mất ngủ nữa. Vậy thì bạn phải nắm được là có những cái kênh đầu tư nào đang tồn tại ngoài kia, cách dùng ra sao, điểm mạnh và điểm yếu của từng loại để bạn xây dựng được một cái danh mục đầu tư vừa an toàn vừa hiệu quả. Giá như mà các bạn biết hết những điều này từ sớm thì mình tin rằng cái cuộc sống của các bạn ở hiện tại nó còn tốt hơn bây giờ nữa. Chắc các bạn sẽ nói là mình cần biết hết những thứ này để làm gì, mình chỉ cần biết kiếm tiền là đủ rồi, chỉ cần vậy thôi. Đúng, bạn nói đúng. Khi mà thu nhập bạn còn quá thấp á thì có muốn làm cái gì cũng không được. Thì cái này cũng là trăn trở của mình trong nhiều năm nay, cho nên đến lúc này mình đã tìm ra được một vài phương án để giải quyết khá là hợp lý, đó chính là những nghề tay trái. Vì tại sao lại gọi là nghề tay trái mà không phải là nghề tay phải? Bởi vì mình muốn dành những cái kiến thức này cho những bạn đang mắc kẹt với những cái công việc mà không thể tăng thu nhập được, vì rất nhiều lý do mà mình không tiện nói ở trong video này. Các bạn đó vẫn phải tiếp tục với những công việc hiện tại mà không thể có sự lựa chọn khác. Cho nên nếu mà các bạn vẫn có thể dành ra từ 2 tiếng mỗi ngày là khoảng 10 tiếng một tuần thì mình thấy là có khá nhiều nghề tay trái để cho các bạn học và làm việc để tăng thu nhập. Cho đến khi cái thu nhập từ nghề tay trái của các bạn nó cao hơn nghề tay phải thì lúc đó các bạn sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn mới. Ví dụ như là một cái kỹ năng mình đã giới thiệu trong năm này, như là kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân bằng video ngắn, là một trong những cái kỹ năng đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Kỹ năng này thật sự là nó phù hợp được cho tất cả mọi người, và nó nên là cái thứ đầu tiên mà mọi người có trong tay để tăng thu nhập. Chỉ với những cái kỹ năng mà các bạn được học trong đó thôi á, là các bạn đã có thể làm thêm một vài nghề tay trái khác rồi. Ví dụ như là edit video ngắn nè, có thể đem lại thu nhập cho bạn đến 1,5 đến 2 triệu một tuần. Viết kịch bản video ngắn nè, có thể đem lại cho bạn 2 triệu một tuần. Xây kênh bán hàng cho các shop online nè, có thể đem lại cho bạn tới 10 đến 15 triệu một tháng. Làm affiliate marketing nè, có thể đem lại cho bạn 5 đến 10 triệu một tháng. Hoặc là sau một thời gian các bạn làm cho kênh mình đủ mạnh thì có thể làm brand sponsor, đem về thu nhập trên 30 triệu một tháng. Hoặc là bạn có thể tự kinh doanh digital product. Nếu mà các bạn có một cái đam mê hoặc là một cái kỹ năng gì đó muốn đưa cho người khác thì cũng có thể đem lại cho các bạn thu nhập trên 50 triệu một tháng. Cái này là hoàn toàn có thể, nhưng mà không phải là các bạn nhảy vô là làm được liền đâu. Các bạn phải làm từ từ cho đến khi cái kênh của các bạn được nhiều người biết đến và cái kỹ năng của các bạn được nhiều người công nhận. Và mình sẽ còn cập nhật thêm những kiến thức mới, những cái nghề tay trái mới kết hợp với những bạn giỏi để hướng dẫn cho các bạn thêm nhiều lựa chọn khác nữa. Còn đối với những bạn đã có sự lựa chọn là bước ra khỏi công việc làm công hưởng lương để bắt đầu đi vào con đường kinh doanh thì mình sẽ hỗ trợ cung cấp cho các bạn về kiến thức
kỹ năng liên quan đến những mô hình kinh doanh nhỏ. Và cuối cùng như đã hứa ở đầu video, mình sẽ có 3 món quà dành cho tất cả các bạn đã follow và ủng hộ mình. Và cái cuối cùng là hấp dẫn nhất nha. Món quà đầu tiên, thử thách 7 ngày làm video ngắn miễn phí cho tất cả các bạn tham gia. Trong 7 ngày đó, Việt sẽ có 7 video hướng dẫn cùng với 7 bài tập. Chỉ cần bạn nào làm đủ được hết 7 bài tập và có một video trên 1.000 view thì mình sẽ có một món quà nho nhỏ dành cho bạn. Quà thì nhỏ thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất mà các bạn nhận được á, là mình sẽ giúp các bạn bước những bước đi đầu tiên trong cái công việc xây dựng thương hiệu cá nhân bằng video ngắn. Cái này là miễn phí nha. Chỉ cần các bạn thực hiện đúng 7 bài tập đó thì mình tin là chính bạn cũng thấy được điều gì đó thay đổi. Món quà thứ hai, mỗi tháng Việt sẽ livestream từ 1 đến 2 lần để tư vấn trực tiếp cho các bạn tham gia livestream về cách chọn nghề tay trái, cách giải quyết những cái khó khăn trong cái quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân của riêng bạn và giúp bạn giải quyết những cái vướng mắc trong cái quá trình mà kinh doanh online. Và món quà cuối cùng là chương trình hỏi khó đáp hay. Bạn nào cần mình tư vấn về cách chọn nghề tay trái này, cách để bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh này, cách để chọn chủ đề hay sản phẩm để làm này, thì cứ thoải mái đặt câu hỏi dưới phần comment này cho mình. Mình sẽ ghi nhận lại và làm những cái câu trả lời giải đáp trong những video tiếp theo. Ok, và 3 món quà này hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn thành công trong hành trình tăng thu nhập và hãy follow Việt để biết thêm về tài chính cá nhân và nghề tay trái.